trong năm 2023, cùng với việc quảng bá kích cầu để thu hút du khách trong nước và quốc tế, ngành du lịch Quảng Bình sẽ để mạnh thực hiện chương trình Người Quảng Bình đi du lịch Quảng Bình. Theo đó, Sở Du lịch Quảng Bình sẽ vận động các đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai các chương trình ưu đãi giảm giá các dịch vụ cho người Quảng Bình. Cụ thể, là người có hộ khẩu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân tại Quảng Bình, đồng thời ưu đãi cho các đoàn của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị trong tỉnh đi tham quan có lưu trú trên địa bàn tỉnh mức giảm giá dịch vụ theo đăng ký của các đơn vị kinh doanh du lịch tối thiểu 10%. Bên cạnh đó, Sở Du lịch Quảng Bình cũng phát động chương trình một người dân Quảng Bình là một hướng dẫn viên, một đại sứ du lịch